Hey yo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa mới nhé anh em. Khế ước quỷ dữ, song sinh đằng trợ 2 và cường hóa sức công nghệ 3. Mua kinh nghiệm sẽ tốn 6 máu thay vì 4 vàng, hồi lại 3 máu linh thú trước mỗi vòng giao tranh với người chơi. Chắc chắn là mình sẽ lựa chọn luôn là khế ước quỷ dữ rồi, tại vì đây sẽ là một cái lõi mà mình rất là yêu thích. Ôi, hình như là người chơi SBK Sinbad cũng lựa chọn là khế ước luôn rồi. Không biết là mình có gặp hay không. Nếu mình gặp mà mình win một phát là thanh niên này là hưởng dương 2.1 luôn. Rất là nhiều Taric các bạn ạ. Seraphine cũng chưa có được cái cột mốc là 3 Disco hay là 3 Ven cứng. Đây, tôi sẽ sử dụng nhiều Gna đi cho nó hóa hình cho mạnh. Không gặp rồi. Nhà này thì đánh gì? Lựa chọn một cái loại kim cương là quỹ phòng hộ. Thanh niên này thì đã có được hai tuyệt sắc. Chắc chắn là mình sẽ thắng thôi các bạn, tại vì đội hình của mình có tận đến 6 người cơ. Pha này thì mình sẽ úp cấp luôn khi mà chắc chắn là win rồi. Căng à nha. Loại kim cương ở đầu game thì mình thấy là cái trận đấu nó sẽ được đẩy máu rất là nhanh. Đây, Nico này. Vừa có hộ pháp lại có cả phen cứng ở đây. Kennen à. Cho cái này vào đây nữa thì quá là tuyệt vời. Chúng ta đã có được 4 phen cứng rồi. Kassante thì sẽ có thêm một chút vệ binh, củng cố thêm giáp và kháng phép cho toàn bộ đội hình. Mà cảm giác như đội hình của mình có hai con Taric thực sự là rất lực. Trời ơi, ông này đã úp cấp như thế rồi mà không dám gọi là lên cấp 7 luôn đi. Anh em nhở? Rén gì mà nó rén. Tôi cần là phải gặp ông này sớm đấy. Long uéo. Thế này thì có một găng đạo tặc ánh sáng. Anh ta đã lắp cho Gna được có thể giữ máu rồi. Nhưng với level 7 thì mình nghĩ là ở thời điểm này chúng ta sẽ khó để có thể thua một ai đấy. Và cái tỷ lệ sau cánh gà cũng xuất hiện nhiều những vị tướng siêu sao bậc 3 rất là cao. Thế nên là mình sẽ quyết định là thay đổi Taric siêu sao bằng một con siêu sao khác. Trước khi mà chúng ta cứ nắm giữ con Taric siêu sao này thì nó lại là hơi phế anh em nhở. Viago này. Viago này các bạn, không biết là mình đã gặp cái nhà khế ước còn lại hay chưa đây. Tỷ lệ là rất cao đấy các bạn. Cái le thì chúng ta sẽ có được một chút của Pentakill đi. Kèo khó. Không gặp rồi. Nhưng mà gặp cái bạn gì, Nguyễn Thị Thu Nga à. Bạn này thì có một cái lõi công nghệ là bộ khởi đầu, xuất hiện luôn Ari. Với cái form bài thuật sư thì Thu Nga rất mạnh, nhưng mà chưa có trang bị xịn sò mà thôi. Nếu mình là Thu Nga thì mình sẽ lắp luôn một cái Sojin cho, mà không, một cái Nana So. Và BF sẵn đấy thì có thể hướng đến một Sojin là một trang bị hoàn toàn đẹp cho Ari để giữ máu. Rồi, phiên đi chợ lần này thì xem có thia hay không. Khả năng cao là không có thia rồi. Đại cassette cũng đã bị lấy đi. Tôi sẽ lấy Zone vậy. Zone thánh da rẻ và cuồng nhiệt. Khi mà mình chơi cái ước thì nếu như mà có một cái sự lựa chọn an toàn thì mình hay đánh xoay quanh những vị tướng bậc 3 carry như Vex, Samira, Zone, Riven để có thể tối ưu cái tỷ lệ roll ở level 7. Đến lúc rồi. Và đây là siêu sao Nico KDA. Chắc chắn là mình sẽ bắt để có thể giữ máu tạm thời. Để tìm được một con siêu sao ưng ý thì mình nghĩ là chúng ta cũng phải tốn thời gian, chứ không thể nào mà đòi hỏi nó ra ngay lập tức được. Về lượng tiền thì tôi cũng không có nhiều. Khi mà chơi khế ước thì
phải roll là liên tục các bạn ạ. Xác định là bắt Nico để giữ máu, thế nên là mình sẽ lắp luôn huyết kiếm. Kiểu gì mình cũng bán nó đi mà anh em. Phúc đã già. Sinh năm bao nhiêu mà đã già rồi. Thế nên này thì chắc là đánh Punk rồi các bạn. Kho báu chôn giấu là một cái loại công nghệ hack trang bị rất căng, nhưng mà nó hơi tốn thời gian một chút. 13 máu. Gặp không? Chưa gặp kế ước anh em ạ. Nó là hơi chán. Ôi, chúng ta có EZ mà lại còn thêm cả Aphelios ở đây. Là một chút Hustle không các bạn ơi? Một chút Hustle không nhỉ? 3 Pentakill, 3 Thánh da rẻ, 4 fan cứng. Cái form này của mình hiện tại là rất đẹp và không bị lẻ tẻ cái hệ nào cả. Đội hình tam 3, 1 4 và 2 hộ pháp, 2 3 4 à. Còn Nico này thì tanh trâu và nó lại còn có thêm khả năng hồi phục nữa. Để xem sao. SBK đây rồi. Nhà này đánh Hustle đây rồi. Wow. Hình như là đã lên cấp 7 rồi các bạn. Xong rồi đấy. 10 máu. Ai sẽ là người phải tận dụng chơi tại đây đây? Aphelios 2 sao, Gna 2 sao. Nhưng mà Nico của chúng ta thực sự là rất trâu bò. Rồi luôn. Đi luôn không? Tiếng đàn gọi là từ biệt. Một cái hiệu ứng kết liễu rất là đẹp của Sona. Bây giờ thì chúng ta lại cảm giác như anh em mình mới là một con quỷ đích thực của khế ước quỷ dữ. Bây giờ thì mấy ông kia ăn no hành với tôi. Nhưng mà anh em thấy rồi đấy, chơi khế ước thì một là anh em mình mạnh thì mạnh thật, còn hai thì sẽ là một cái kết cục như cái ông top 8 kia. Nếu như mà không lựa chọn cái con siêu sao kiểu đẹp, anh em phải lựa chọn siêu sao nó uy tín vào. Cái gì đây? Rất là nhiều vàng và một cái thì vàng nữa. Khi mà xuất hiện một cái con EZ mà thìa vàng đai máu ở đây thì anh em sẽ nghĩ ngay để đấn gì? Đồng quê không? Pentakill chắc là cũng không rồi. Và đó là siêu sao Hustle của tôi đâu? Riven 8 bit. Đây cũng sẽ là một con đẹp rất là ngon. Thế là mình sẽ bắt và rồi trang bị cho nó luôn nhé anh em. Trang bị của fan cứng thì đã cho Riven một cái quyền năng khổng lồ. Trang bị thứ 3 thì anh em có thể tối ưu cho nó một áo choàng thủy ngân cũng được. Trang bị ổn, không thì bàn tay công lý. Đấy, Riven này thì nó sẽ sử dụng được rất là nhiều những cái combo trang bị. Tanh cũng được, mà sát thương thì càng ngon. Mà cái kỹ năng của nó thì đã có được cái bọc lớp giáp ảo rồi, thế nên là anh em mình chỉ cần lắp cho nó càng nhiều những cái trang bị hồi phục và sốc đạp là siêu ngon. Ảo ảnh 3D, kho thần tích và Donnie đóng giải cộng. Donnie đóng giải về kim cương, binh đoàn bất tận à. Nếu như mà lựa chọn về kim cương thì chắc là mình sẽ chơi luôn Riven. Còn tuyển nhân sự thì mình sẽ lựa chọn đánh 4 tiền. Nhưng mà mình sẽ có một cái lối đi riêng và mình nghĩ anh em sẽ thích. Đó lại là một cái binh đoàn bất tận. Khi mà chúng ta sẽ có ngay 10 người ở cấp độ 7. Các bạn, những về cái vị tướng của chúng ta chỉ sử dụng được một trang bị mà thôi. Chỉ sử dụng được một trang bị thôi các bạn. Đây, 3 Hustle. Chiếc xe đã tới. Chúng ta còn thiếu set Cassante và siêu sao Hustle. Nên lắp luôn không? Hay đợi thêm một slot cho nó an toàn nhá. Tại vì tôi cũng hiếm khi mà chơi khế ước quỷ dữ mà lại còn đi cùng với Hustle lắm. Tại vì anh em mình sẽ không thể nào mà nâng cấp phi vụ được, thì mà lượng máu rất là hạn hẹp. Kiểu máu là chúng ta sẽ sử dụng để lên cấp mà thôi. Chứ
chứ xài tiền không thể nào mà lên cấp được các bạn ạ. Senna Kassante này, mình sẽ thay thế vào vị trí của Nico đi. Wow, chỉ còn lại một con Riven nữa thôi à? Thế nhưng mà mình bắt con Riven mà lên 3 sao thì nó sẽ rất là chán các bạn nhỉ. Thay vào đấy thì anh em mình phải chơi quả siêu sao Hustle Zone chẳng hạn, hoặc là set như thế thì cái ngưỡng 7 nó mới là thực sự thú vị. Tuy là máu của mình cũng chỉ còn lại 19 thôi, nhưng với khả năng hồi máu của khế ước hồi 3 máu thì mình sẽ hồi lại được xương xương đấy. Wow, nhà này đánh Senna cái đời chu đao rồi, đẩy máu là rất ghê các bạn ạ. Hai loại kim cương rồi, và hầu hết nhà nào gặp mình thì cũng bị thua tối đa cái lượng máu ở vòng đấy thôi, cứ mười mấy máu ra đi các bạn ạ. Có thiệt không? Không có thì vàng trong video trận lần này chúng ta có EZ cầm cung, một trang bị rất là ngon. EZ cầm cung thì chúng ta có thể lấy cho nó một cái bùa đỏ đẹp, bùa đỏ đẹp nhá. Còn trang bị mà phải nói với anh em là ngon nhất khi mà chúng ta lựa chọn binh đoàn bất tận, nó sẽ là một cái bao tay đạo tặc, nó sẽ hack trang bị kiểu hai đồ cơ. Tôi đang săn một cái combo lõi như là trang bị Panora và binh đoàn bất tận. Tôi thấy là combo đấy hơi khó tìm. EZ2 thú tượng thành giáp à? Đây cũng sẽ là một trang bị phòng thủ ổn định, nhưng mà đa số cái đội hình của chúng ta thì nó gây sát thương vật lý. Thế nên mình sẽ quyết định là chờ đợi một cái giáp vàng người thần để tối ưu về mặt sát thương gây ra hơn. Blitz 48 máu thì có thể lên level. Thôi, phải chờ đợi các bạn ạ, chờ đợi là hạnh phúc đi. Không thể là mà mạnh ngay mà lại bỏ qua cái lợi tức đằng sau được. Uầy, nhà này thực sự là roll rất là mạnh tay này. Trang bị Pandora, một con Zenix nữa thì anh ta sẽ có được Zenix. Và trong khi đấy thì Vi Pantheon, wow, mình nghĩ là lên 6 roll và kiểu cho đội hình vào thì nó cứng cáp hơn, mà anh em mình tập trung roll nó dễ hơn đấy. Mình chơi Punk, một round nữa được nổ hũ à. Bây giờ là tôi cần mạnh trước đã. Thay vào đấy là đồ đạc tiền tài sao anh em nhỉ? Kennen 3 sao fan cứng, Zenix 3 sao đến từ vị trí của Phúc đã già rồi. Trong đấy thì đội hình Punk cũng như là Long Uéo cũng đang rất là khỏe. Và đây là Đạt. Ui, Kennen chu đàm. Rất là hiếm thấy những nhà đánh Kennen. Nhưng mà anh chàng này chắc là đánh kẹp với Senna sốc đam đây mà. Nhưng mà sao? Ui, 16 máu các bạn ạ. 16 máu, cứ một round 16 máu. Đúng là vòng 3 đã có 10 người, có khác gì level 10 đâu. Không khác gì level 10 cả các bạn ạ. 3.2 level 10. Ôi vãi nồi, vãi nồi rồi đấy. Sẽ là xóa tiền ngay lập tức. Chúng ta sẽ có gì đây? Một cái cung gỗ cũng ổn, có set ở đây rồi. Chưa vào để lấy thêm một chút về xung quẩy nhá. Nhân tiện đây thì anh em nào đang xem thì đừng quên để lại giúp mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Giờ này là kênh hơi bị giả tương tác, thế nên là anh em giúp mình có nhiều động lực ra nhiều những cái video chất lượng hơn nhá. Chúng ta có BF, chúng ta có găng, một cung nữa. Thôi, bùa đỏ đây. Lý do mình lắp bùa đỏ cho con Virgo này thì nó sẽ là mình sẽ tận dụng trang bị trước, sau đó thì khi mà tìm được con siêu sao EZ thì mình sẽ thay thế sau. Nỏ sét và vu cực kiếm à, huyết kiếm và gam bảo thạch à. Theo anh em thì combo trang bị nào mạnh hơn? Từ từ nhá. Wow, Ari rồi. Ari có một cái
bù xanh và bù đỏ luôn. Thôi lắp luôn, lắp luôn các bạn ạ. À, không còn thời gian nhiều đâu. Bù xanh bù đỏ nữa nè. Cái này quả counter nhau rồi. Kiểu lửa với nước ấy anh em. Đấy, gặp nhau là nó đánh nhau. Ở trong đấy thì khó luôn. Ok, anh em đã săn được combo như này chưa? Comment cho mình biết xem nào. Và nếu như anh em thích cái combo lõi kim cương hay là xoay bài tự động hay như thế nào nữa thì hãy bình luận cho mình biết nhá. Mình sẽ có thể dành thời gian và săn cho các bạn xem cái combo đấy nó lộ như thế nào. Đồng lòng đấu tranh 2. Ok, một cái lõi mà có khả năng phòng thủ. Thực chất đây là một cái lõi combat rồi các bạn. Một lõi combat ngon, giúp cho toàn bộ đội hình khi mà xếp 3-3 nó sẽ là rất mạnh. Khi mà mình lắp thêm một trang bị cho con Riven ở thời điểm này thì nó sẽ auto là bắn trang bị khác ra. Thì mình nó đang có phen cứng các bạn ạ. Liên xạ, chu đam và vệ binh. Wow, Senna đồ rất là đẹp. Senna siêu sao lên xạ và kẹp với cả chu đam luôn. Có một cái lõi là hình nộm va chạm, pháo đất bất hại và quỹ phòng hộ. Thế nhưng anh chàng này đã tốn rất là nhiều tiền và roll không được cái kết quả gì. Còn lại thì anh ta đang đứng ở vị trí top khá cao. Xài tiền sớm thì sẽ mạnh sớm, còn xài tiền sau thì nó sẽ mạnh sau thôi các bạn ạ. Pha này thì mình không xài tiền. Tôi đợi lên level 8 thì mình sẽ xài. Level 8 anh em mình xài cho nó có được cái tỷ lệ tìm kiếm siêu sao ngon hơn anh em nhỉ. Ui, 4.3 chuẩn bị có một nhà đi. Nhà Đạt cũng sắp đi này. Nhà Nguyễn Thị Tê Nga cũng còn 26, 28, 31. Đúng là hai khế ước. Cái ông khế ước hồi nãy thì cũng đã đẩy máu được 4 người chơi. Tôi thì đẩy ông đấy đi luôn. Ui, combo lõi thế giới thế. Trời ơi, ông nào có combo lõi đẹp chưa? Một cái găng ánh sáng, một cái Donnie đóng dài và một gói Lauren của On. Wow. Thực sự combo lõi huyền thoại. Rất là sướng các bạn ạ. Cảm giác như khi mà chúng ta chơi game mà có được những cái lõi đẹp thôi ấy, đã thấy chơi kiểu phê phê như nào ấy. Ừ, chơi cảm giác rất là feel luôn. Chúng ta có gì? Không có Kain, cũng không có thêm vàng trong phiên trợ vòng 4.4. Zoric và Zik sẽ là hai vị tướng 5 tiền. Hết thì Nga thì đã lấy luôn con Zoric rồi. Còn mình thì chắc là sẽ lựa chọn không có gang con Zik này đi. Lấy được gang thì mình sẽ có thể hướng đến một cái gang đấu tập nữa. Wow. Đến lúc rồi. Johnny thánh da rẻ. Vẫn là ra siêu sao bậc 4 gì ngon hay không đây. Kenne nè. Poppy cũng ngon. Nhưng mà tôi cần EZ. Tôi phải là EZ đấy. Đấy rồi, EZ tay to mặt lớn. Nhưng phải là EZ Hustle cơ. Phải là EZ Hustle cơ. EZ Hustle thì mình mới chơi được cột mốc 7 Hustle các bạn ạ. Thế bây giờ không có thì nó sẽ là hơi phí. Buồn luôn. Trời đất ơi. Thế này thì lấy đâu ra Hustle đây. Nhưng để có thể so về sức mạnh thì chắc chắn là siêu sao EZ Hustle nó sẽ yếu hơn so với siêu sao tay to mặt lớn. Chắc chắn là phải xóa thêm rồi. Thôi, đã vậy thì chơi luôn đi anh em. Trừ khi mà mình tự roll ra được con siêu sao EZ Hustle thì mình có thể thay thôi. Chứ bây giờ mà thay bây giờ á là chỉ có mà mày cút luôn. Cút luôn đấy chứ.
Mà cảm giác anh em thấy đấy, cái lobby này nó bị trừ nhanh máu nhanh thật đấy. Anh em cảm nhận được không? Cảm nhận được cái nhịp độ của cái game đấu này không? Kiểu ông nào mà gặp nhau thì cũng bị phun phun máu không à? Ok. Combo lõi đẹp với chúng tôi. Đồng quê kết hợp với siêu quẩy. Grenade đồ rất căng các bạn ạ. EZ của chúng ta khi mà có trang bị lưỡi kiếm tư thần thì cùng ánh sáng rất đau. Nhưng mà đây là binh đoàn bất tận. Binh đoàn mà người đông như kiến cơ. Đông thế này thì team bạn đỡ thế nào được đây? Rồi, có việc còn lại để có thể giành được vị trí top 1 thì mình nghĩ anh em sẽ phải slow roll để tìm kiếm những cái vị tướng bậc 4 và 3 sao để lấy điều kiện thắng top 1 cho anh em. Nhưng mà tôi muốn top 1 lại còn thêm cả mãn nhãn nữa có được không? Mãn nhãn nữa có được không? Ok, một cái hàng đầu tập nữa này. Top 1 mãn nhãn thêm cả EZ3 không? Rất là nhiều Zone, Quizana này. Cho này vào đây nhá. Một cái đầu random đi, không cần phần cứng đâu. Cái này thì áo cho bóng tối cũng là một trang bị tốt cho Quizana để tránh đi được khả năng sốc đam. Cái này thì ok, vương miện hoàng gia. Những trang bị thực sự tôi cũng tối ưu xương xương thôi. Nhưng anh em cũng hỏi mình tại sao không lắp nhiều đồ cho một tướng đúng không? Tại vì mình đã bị dính cái lõi thứ hai mất rồi, tôi chỉ lắp được một tướng một đồ thôi. Anh em đọc kỹ lõi thì sẽ thấy nhá. Giờ tôi cũng phải người thường nữa rồi. Không phải người thường nữa rồi. Rồi luôn. Nó mày cứ đấm nhau luôn ạ. Không biết là cái vùng đất hũ vàng này á, có được ai sống sót đến vòng 6 hay không mới là cái vấn đề đây này. Vấn đề lớn đây này. Tại vì tôi thấy là top 1 chỉ còn lại 24 máu mà thôi. 6 giác rồi. Hôm nay thì mới lên con giác 3 sao cho anh em xem. Không, bây giờ lại lên thêm một con nữa. Mỹ mãn luôn nhờ. Nó là mỹ mãn luôn. Ai? Rồi, một cái đội hình phân hộ pháp kết hợp với Pentakill. Ôi, ông này cũng bộ khởi đầu, vương miện hắc hóa. Rồi, xong rồi nhà này rồi. Vương miện hắc hóa thì chính xác, nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi. Rồi, luôn lại một lần nữa cái tiếng đàn này được cất lên. Và cho anh em nào chưa biết thì nếu như muốn sở hữu Osona này thì anh em có thể gacha ở trong xứ sở có báu. Nếu mà xác định gacha thì chắc là phải mất 60 lần mới chắc chắn sở hữu được. Nhưng mà anh em nào không muốn gacha mà vẫn muốn sở hữu ngay thì hãy inbox qua Facebook cho mình. Mình sẽ bán cho anh em một cái account. Account mà sở hữu sẵn Osona là luôn. Tại vì cái giá mà mở mất 60 lần ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 2 triệu cơ. Đấy, để chắc chắn sở hữu. Nhưng mà mình sẽ để cho anh em với một cái giá ưu đãi hơn. Anh em nào quan tâm mà muốn sở hữu thì liên hệ qua Facebook cho mình nhá. Link Facebook thì mình cũng sẽ để bên dưới luôn. Và mình cũng sẽ kết bạn với tất cả anh em viewer từ Facebook và từ YouTube sang Facebook đấy. Anh em nào kết bạn thì cứ gửi lời mời. Nhớ comment ở cái avatar hoặc là cái ảnh mà mình mới đăng nhất gần ở trên Facebook ấy, là từ bên YouTube qua là tôi sẽ đồng ý hết các bạn với anh em. Ôi, mình nghĩ là không ai sống sót được đến vòng 6 rồi. Có luôn cả cây ở đây, có luôn cả ấn hất tiêu ạ. Cain, nên lấy cain không anh em? Tôi không thèm lấy cain luôn. Thôi lấy ấn hết steel luôn. Đùa thôi. Lấy hết steel chỉ mà cút mẹ luôn.
Rồi xóa luôn nha anh em. Có gì đây? Ui xời. Mẹ. À tôi giật cả mình. Ui lại có cây nữa đây này. Ôi ok. Và có lẽ như game đấu của chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây rồi các bạn ạ. Để xem là mình có thể lên nốt con rác 3 sao hay không. Nếu như một cái viễn cảnh là top 2 gặp mình và top 3 gặp bản sao của mình thì nó cũng sẽ là end game và một pha double kill. Có được không? Được không nhở? Tôi sẽ không lắp đồ xem sao. Nghi lắm anh em ạ, tại vì EZ3 là có một cái cung ánh sáng thôi là bay màu cả team địch rồi. Ok. Triệu hồi đồng thần tới. Ui. Ok, đi hết luôn rồi các bạn. Mới vòng 5 thôi mà tôi đã đầy máu tất cả những người chơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi. Và hẹn gặp lại anh em trong những video siêu phẩm sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em.